Thưa các bạn, Thượng tá Mẫn Văn Hiệp, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của Công an tỉnh suốt nhiều năm qua. Hơn 20 năm công tác trong ngành công an, anh... Vâng, hôm nay em giới thiệu với các bác một chiếc Aiva 85X. Một chiếc rất đẹp ạ. Model với thiết kế tép xương cá và bát 18 cực kỳ uy lực. Model này thì cũng rất ít có trên thị trường mà em cũng vô tình múc được em nó từ bên Nhật về ạ. Và nên là các bác vừa nghe radio, giờ em mở băng cassette ạ. Chiếc này là chạy vớt nhá. Vớt 2 triệu. Quay đều. Mối tình ngày xưa yêu dấu. Quay đều. Nhớ hoài những vòng xe. Quay đều. Mối tình nghèo đất. Chạy ngược lại. Tay đã rời tay. Chào thế gian này anh theo em thôi xin.